Hello cả nhà, hôm nay thì ghé tiệm cơm tấm cô Hoa. Cơm tấm cô Hoa để ăn cơm trưa. Đang ở ngoài thì người ta mua mang về rất là đông các bạn. Đây là cái tiệm cơm bán cũng bình dân thôi. Quán cơm này thì nằm đối diện với cổng chợ Lãnh Minh Thăng các bạn. Đối diện với cổng chợ Lãnh Minh Thăng. Đây như là số 304, 306 Lãnh Minh Thăng. Hôm nay ăn các cái phần cơm bình dân dành cho những các cái người lao động. Đây một phần cơm mình gọi đây là món ngà voi đậu bắp này. Một miếng trứng này. Đây là thịt kho tiêu có thêm một chén canh. Không biết cái món này sẽ là bao nhiêu tiền, lát xíu chúng ta ăn xong sẽ hỏi ạ. Tiệm này rất là đông khách. Đây phía bên trong này cũng rất là nhiều người ngồi ăn. Cơm tấm cô Hoa này cũng có khá là nhiều quán. Phần đa phần là người lao động. Thịt vào giữa. Thank you.
đây thức ăn rất là phong phú và nhiều món, họ làm thì ăn cũng rất là vừa miệng. Alo. Alo. Sao em? Trưa nay á? Đi Châu Duy hay sao? Thì chiều 2 giờ ghé ở địa chỉ quán đấy. Chỗ Cao Thắng ấy, 256 Cao Thắng ấy. À, hay mỗi đứa tự đi đi. Thôi. Anh đang ăn cơm tấm cô hoa ở chỗ ngay chỗ chợ Lãnh Minh Thăng này. Làm gì? Không, anh đang ở nhà. Nãy đi qua nhận quà mà chưa nhận được. Anh còn chưa kiếm cái USB cơ. Ở trong máy của anh đầy dữ liệu lắm, chưa xử lý xong. Anh đang đợi cái đấy của anh Duy Bùi về để anh xem có gì bớt ra. Ấp lên nó lâu quá. Thì bây giờ em làm sang đỡ cái khác đi. Cháu ăn chén cơm thêm nữa rồi. Có một chén cơm thêm qua đây. Đó, tưởng tượng ăn hết cơm mà vẫn còn thức ăn. Gọi thêm một cái chén cơm thêm nữa. Cơm này rất là đồng khách rồi bạn. Rồi, em cảm ơn chị. Để chúng ta gọi cơm thêm. Một đạn bốc khói luôn. Rồi, tưởng tượng để cho nốt cái thịt đồ ạ. Nốt cái phần cơm. Đây thì nó chừng khoảng lưng chén. Yeah.
chén canh này để ăn đã. Này thì chủ yếu bán cho người dân lao động thôi, về cái tiêu chuẩn vệ sinh thì nó ở cái mức độ trung bình, không phải quá sạch sẽ. Giờ mình sẽ gọi tính tiền nào. Bây giờ tôi sẽ kêu tính tiền này. Báo gửi tiền coi. Coi con gửi tiền. Quán rất là đông nên là đang đông. Của con cơm thịt kho có một miếng trứng và một đĩa cơm thêm. Rất là nhiều món nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, cỡ khoảng 30 món. Đây chúng ta sẽ coi ba cái nướng sườn này. Sườn nướng mật ong. Đó, nhìn miếng sườn rất là hấp dẫn nè. Cái này làm nào biết nó chín anh? Làm nào biết nó chín ạ? Nó đỏ là nó chín à? Rồi video clip của Tuấn Dương xin phép tạm end tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like cho video, đăng ký kênh YouTube. Sẽ còn đến nay. Bye bye các bạn.